Xin chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu. Vùng biển từ Đà Nẵng ngược lên tới Vịnh Bắc Bộ, một nửa khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc của Biển Đông bao gồm cả khu vực huyện đảo Hoàng Sa, gió đổi hẳn sang hướng Đông đến Đông Nam và cường độ chỉ ở mức từ cấp 3 cho tới cấp 4, biển lặng. Sóng phổ biến thấp dưới 2 mét, thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Trong khi đó, ở các vùng biển phía Nam là khu vực biển từ Quảng Nam trở vào đến Cà Mau, vùng biển phía Nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, tiếp tục duy trì gió hướng Đông Bắc nhưng cường độ thì không mạnh, ở mức là cấp 5. Chỉ riêng khu vực biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau còn có gió Đông Bắc mạnh ở mức cấp 5, có lúc là cấp 6 và sóng biển tiếp tục cao trên 2 mét, duy trì tình trạng biển động. Dự báo tình trạng thời tiết ở các vùng biển nước ta chưa có gì biến động và phải sang đến đêm 24 tháng 1 khi có tác động của một đợt gió mùa Đông Bắc mới ảnh hưởng xuống. Lúc đó thì gió trên các vùng biển nước ta sẽ có sự thay đổi về cấp độ và hướng. Đến với các hải trình ra vào đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, khối khí lạnh yếu đi ở Vịnh Bắc Bộ hai ngày nay, gió đã đổi sang hướng Đông đến Đông Nam. Trong đêm nay và ngày mai, gió sẽ chuyển hẳn sang hướng Đông Nam và cường độ ở mức cấp 3 đến cấp 4. Với mức gió như vậy thì hiện tượng sương mù nhẹ chỉ còn có khả năng xuất hiện ở khu vực ven bờ trong khoảng thời gian từ 1 đến 5 giờ sáng. Vì vậy, việc lưu thông hàng hải, khai thác ngư trường trên khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như là trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ nhìn chung là thuận lợi. Đối với các vùng biển miền Trung, gió trên dọc các vùng biển Trung Bộ cũng có sự phân hóa. Từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, trong đó có tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn, gió mang hướng Đông đến Đông Nam. Trong khi ở khu vực biển từ Bình Định đến Bình Thuận, gió hướng Đông Bắc, nhưng cả hai thành phần gió này đều không mạnh, chỉ ở mức cấp 3 đến cấp 4. Cùng với thời tiết không mưa, vì thế tầm nhìn xa tiếp tục giữ ở mức trên 10 km. Thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho việc lưu thông hàng hải, khai thác ngư trường của bà con ngư dân. Tàu thuyền cũng có thể lưu thông bình thường mà không phải quan ngại gì về thời tiết. Vùng biển khu vực từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau vẫn là khu vực duy trì trường gió Đông Bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6. Trên khu vực biển này, sóng biển vẫn tiếp tục cao từ 2 cho tới 2,5 mét khiến cho biển động kéo dài. Và dự báo trong khoảng từ 5 đến 7 ngày tới, gió Đông Bắc ở đây tiếp tục còn mạnh từ cấp 5 trở lên. Việc lưu thông hàng hải trên khu vực biển này cũng như trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra khu vực huyện đảo Côn Đảo vì thế vẫn chưa thực sự thuận lợi. Thời tiết ổn định ít thay đổi nhất trên các vùng biển nước ta đó là khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc vẫn duy trì trạng thái thời tiết tốt, trời không mưa, gió nhẹ, sóng thấp, biển lặng, không lúc nào có mưa dông, vì vậy tầm nhìn xa luôn ở mức trên 10 km. Thời tiết tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động ra khơi, đánh bắt cũng như là lưu thông hàng hải. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.